Xin chân thành cảm ơn anh em đã đến với Đảo Kinh Dị. Và rất vui được nói với các bạn là mình đã quay trở lại rồi đây. Thật ra thì cũng muốn tâm sự với anh em một chút là nếu bạn nào theo dõi kênh mình lâu rồi thì cũng sẽ biết là bố mình thì đang điều trị ung thư ở viện huyết ma học truyền máu. Và cái thời gian vừa rồi thì bố mình nằm viện cũng khá là lâu. Đến hôm nay là tuần thứ 3 nằm trong viện rồi. Bố mình cứ đi theo đợt ấy. Thì mỗi đợt độ khoảng 1-2 tuần nằm viện thì đấy. Nhưng mà lần này là tuần thứ 3, cũng nằm khá lâu rồi. Thế nên là các bạn có lẽ là sẽ thắc mắc là tại sao trong khoảng thời gian gần 1 tuần vừa qua mà mình không ra bất kỳ một video nào. Thì đó cũng chính là lý do. Và cái lý do thứ hai là tôi đi chăm bố tôi về cái thì cách đây tầm 4 hôm tôi bị cúm A luôn anh em ạ. Mệt vãi cả nồi về. Mình sốt đùng đùng phải đến 2-3 ngày đến hôm nay mới gọi là tỉnh tí mới ngồi quay video cho anh em được. Thì nó cũng lâu lắm rồi thì mình mới tự nhiên mình ngừng cả một cái giai đoạn gần 1 tuần ấy, mình không ra bất kỳ một video nào. Thì lời đầu tiên mình muốn nói là thật sự xin lỗi tất cả các bạn. Mong là các bạn khán giả, quý thính giả yêu quý của Đảo Kinh Dị có thể thông cảm cho mình. Cái thứ hai là tôi đã quay trở lại rồi đây. Và chắc chắn là sẽ lợi hại và ra video đều đặn còn hơn cả xưa nữa. Mong tất cả các anh em hãy thông cảm cho mình nhá. Và hãy luôn ủng hộ Đảo Kinh Dị. Hôm nay thì cái giọng của mình vừa mới cúm dậy mà. Nên cái giọng của mình nó vẫn đang kiểu nó hơi khàn khàn đấy. Và nó đang như kiểu mắc cái gì trong họng ấy. Thế nên là anh em nghe thì cũng bỏ qua cho tôi nhá. Và không rông dài thêm nữa, chúng ta đang đến với tập mới nhất của cái bộ truyện cực kỳ hấp dẫn này. Kính mời các bạn quý khán thính giả đến với Chuyện Ma VOZ Ký Sự Chuyển Mộ. Tối thì tầm đâu đó 7 giờ, anh Tú đã sửa soạn xong, cùng em lên bờ mượn lão chủ bến cát được cái voucher khá là ngon. Hai anh em phóng qua đón chị Phương để đi cho sớm. Từ đây lên thị xã cũng phải 15 cây số chứ có ít ỏi đâu. Ở đây mà muốn đi chơi thì phải phóng lên tận đó, chứ loanh quanh đây đâu có gì. Hôm nay chị Phương nhìn ngon thật mà, body chị đâu kém gì mấy con như là Phương Trinh Ngọc Trinh bây giờ chứ. Chị ngồi ở giữa, mình ngồi sau ngửi thấy mùi dầu gội đầu với nước xả vải thơm phức. Ngồi sau toàn dí mũi và tóc chị thôi à. Anh Tú hôm nay thì vẫn mặc theo style ngày hôm qua. Lên đến thị xã thì gặp một quán ốc luộc ven đường, chị ấy mới kêu Sương ăn. Mọi người ăn xong thì đi tìm quán cà phê. Chị Phương kêu là biết một quán gần đây và chỉ đường cho anh Tú. Vào đến cổng thì đúng là quán to thật, xe để ngoài la liệt cỡ đến gần 100 cái, phải đến 3-4 bảo vệ trông. Bên trong thì cũng rộng rãi, ở giữa có một cây sàn với một thằng đánh đàn, cho ai thích hát thì hát, mà thích nhảy thì nhảy. Xung quanh là các bàn ghế để khách ngồi, không khí mờ ảo và rất là sôi động. Kiếm mãi mới được một cái bàn trống ở đối diện với sàn, ngồi đây có vẻ là điếc tai. Em thì thích chỗ nào nó yên ắng và mở mấy cái bài nhạc Trịnh nhẹ nhàng sâu lắng. Nhưng có vẻ như anh Tú và chị Phương thích như vậy thì phải. Một em phục vụ ra, chị Phương mới kêu uống sinh tố, còn em với anh Tú gọi 6 chai bia ra uống cho mát. Lâu lắm rồi chưa được uống bia lạnh như hôm nay, phải thoải mái uống cho đã thì thôi. Ở cách đó mấy bàn, em ngó thấy có một lũ cứ chỉ tay về bàn em nhìn rất là quen. Em kêu chị Phương là nhìn thử xem biết là ai không. Thì chị Phương kêu là mấy cái thằng đó cùng làng. Chị chắc cũng ghét thằng đấy hay sao mà chỉ liếc qua rồi bờ luôn chúng nó. Ngồi một lát thì anh Tú mới kêu chị lên hát. Chị rụt rè một lúc rồi lên chỗ thằng đánh đàn, đăng ký và đứng luôn ở đó chờ. Một lát sau thì cũng đến lượt chị. Chị hát hay thật và rất là tự nhiên, chắc là cũng hát ở đây nhiều lần rồi. Em thì cũng không biết là chị hát bài gì, hình như là một bài nhạc trẻ. Giọng chị hay nên dường như mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía chị mà lắng tai nghe. Anh Tú cũng vậy, không lúc nào anh rời mắt khỏi chị. Chị cũng toàn nhìn về phía anh Tú thôi à. Bài này có lẽ là chị hát riêng để tặng anh Tú thì đúng hơn. Lúc chị hát gần xong thì đột nhiên có hai thằng thanh niên. Bọn này đúng là cái bọn cùng làng ngồi bàn kia rồi. Một thằng cầm hoa lên tặng với một thằng tay không đi bên cạnh. Thằng cầm hoa đưa bông cho chị Phương. Chị nghe chừng không có thích lắm nhưng vẫn cố cầm. Chị vừa cầm xong thì thằng đi bên cạnh bất ngờ ghé miệng vào và ghé vào má chị đó. Thơm chị đánh chụt cái rồi quay luôn đi hớn hở cười khẳng khẳng. Bọn khách xung quanh thì cũng vỗ tay vỗ chân phấn khích hưởng ứng. Còn anh Tú mặt hoàm hoàm nhìn về phía bọn kia định đứng dậy ra phía nó, nhưng mà em kéo tay gàn nên mệt thôi. Anh Tú thì chắc là bức xúc lắm rồi đây.
còn chị Phương thì đỏ mặt nhưng mà vẫn cố hát nốt đoạn cuối rồi mới trở về. Về đến chỗ ngồi, chị lại giải thích với anh Tú về hai thằng đó và cái chuyện vừa rồi. Anh Tú nói là không có sao và cười gượng. Một lát thì chị Phương đứng lên kêu là vào nhà vệ sinh. Em và anh Tú ngồi uống bia tiếp và chợt nhận ra là trên sân khấu có năm thằng đang múa may nhảy nhót điên cuồng. Nhạc mạnh lắm mà, em ngồi dưới nghe mà còn phải rung đùi theo. Trong năm thằng đang nhảy thì có hai thằng vừa sàm sỡ chị Phương. Hai thằng đó khoảng 23-24 tuổi, tóc cắt kiểu đầu cua hai bên mai với gáy để dài, nhìn như là mấy cái thằng bệnh vậy. Chúng nó nhìn còn nhỏ con hơn em với anh Tú nhưng mà rất là bặm trợn. Chương 13. Anh Tú với tay ra bàn cầm bao thuốc, rút một điếu rồi châm lửa rít. Anh mới nhìn em và bảo: anh lộn ruột với mấy cái thằng chip hôi này lắm rồi đó. Hôm nay mà không có anh Phương ở đây, anh cho nó vài chai bia vào đầu. Vừa nói dứt lời, em tưởng anh Tú không làm gì, ai ngờ là anh đứng dậy cầm cái vỏ chai bia vừa uống xong ném thẳng vào đám đang nhảy trên sân khấu. Mấy bàn xung quanh đó, có cả bàn của hai thằng vừa sàm sỡ chị Phương, mới trợn tròn mắt lên nhìn. Con bầy khỉ đang nhắm mắt quay cuồng trên sân khấu vẫn nhảy điên cuồng, mặc dù cái chai bia vỡ tan ngay bên cạnh chúng nó, nhưng mà chắc là do nhạc đập quá là mạnh nên chúng nó không biết thì phải. Anh Tú tây vậy cầm tiếp một chai chưa bật nắp nhằm thẳng giữa đám ném bột phát. Lần này trúng đầu một thằng rồi rơi xuống nền vỡ tàn. Bọn kia biết chuyện thì cả đám dừng lại nháo nhác nhìn xung quanh xem là ai ném. Nhưng mà tối với vả lại đông người nên chúng nó không phát hiện ra. Chúng nó chửi tùm lum cả lên. Thằng vừa bị ném trúng chai bia vào đầu đang lấy hai tay ôm đầu, được một thằng bạn dìu xuống phía dưới. Tội nghiệp thằng bé bị ném oan mà. Hai thằng anh Tú ghét thì nó không rơi trúng, lại trúng ngay cái thằng kia. Ngu thì cho chết mà, ai kêu nhảy nhót cùng với hai thằng kia. Cũng may là hôm nay anh Tú không mang quả tiếp dài hơn mét, đầu gắn con dao bầu to như bàn tay kia. Còn đấy mà lao vào giữa đám thì kiểu gì cũng có vài thằng lòi ruột. Chúng nó vừa đi xuống vừa ngó xung quanh xem, miệng thì chửi không ngớt. Anh Tú định đứng dậy thì đúng lúc đó chị Phương đi tới. Anh vẫn ngồi im tỏ như là không có chuyện gì. Chị Phương chắc là cũng chưa biết chuyện, chị lại tiếp tục lấy hạt dưa mà cắn. Ba anh em đang ngồi nói chuyện được lát thì bộp một phát, một chai bia vỡ tan trên đầu anh Tú. Rồi từ đâu bốn thằng lao vào đấm đá túi bụi vào người anh. Anh Tú thì chắc bị choáng, ngã lăn ra đất mặc tụi kia đấm đá. Em thấy vậy mới đứng dậy cầm chiếc ghế sắt ba chân đang ngồi đó, giơ lên đập mạnh vào lưng một thằng. Thằng nó đau quá cũng ngã lăn ra đất. Ba thằng kia thấy em liền chuyển hướng không đánh anh Tú nữa mà nhảy sang tấn công em. Em tay cầm ghế vừa lùi vừa thủ. Chúng nó thấy vậy cũng kiếm ghế rồi giơ cao định đồng loạt phi vào một lúc. Chả biết là ông Tú ông tỉnh dậy từ lúc nào. Ông nhổm dậy cầm lấy chai bia trên bàn, từ đằng sau tiến lại đập mạnh vào đầu thằng đứng giữa đang cầm ghế. Thằng này té xuống nền luôn, hai tay ôm cái đầu đầy máu cùng với cả mảnh chai bia. Anh Tú cầm nửa chai bia vừa vỡ nham nhở nhọn hoắt trên tay, đầm mạnh vào giữa lưng của cái thằng bên cạnh. Nó mới đau quá buông ghế một tay ngoái lại sau lưng, tập tễnh mới định chạy. Còn sót một thằng thì thằng đó hoảng quá mới đứng đơ ra. Em nhanh tay tiến lại cho cái ghế vào chán, nhưng mà nó đỡ được. Anh Tú thấy vậy phi vào giằng tay nó lấy ghế. Nó và anh Tú đang giằng co nhau thì em lựa lựa được nên đập cái ghế vào sau đầu nó. Thằng nó đau quá mà nhả tay ra khỏi ghế. Anh Tú giằng được ghế của nó, nhanh tay bồi thêm được phát vào ngang sườn. Nó ngã lăn ra, một tay ôm đầu, một tay được ôm bụng. Mấy bàn cạnh đó mới xung quanh bỏ bàn chạy hết ra một bên để xem. Bọn nhân viên quán thấy chuyện nên bật đèn sáng trưng và hô bảo vệ. Chị Phương chứng kiến từ đầu chắc là hoảng và sự việc diễn ra nhanh quá nên mà chị cứ đứng đó đơ ra kinh sợ như một người mất hồn vậy. Còn anh Tú vừa bị nó đập chai bia vào đầu nên rớt luôn cái mũ ra. Anh mặc áo cúc bấm nữa nên bung gần hết cúc ra rồi, chỉ còn một hai cái cúc phía dưới mà thôi. Anh nóng quá mới ức chế hay sao ấy, lột phăng luôn cái áo, ném phịch một phát xuống bàn. Chắc ông này ông quên là chị Phương đang ở cạnh hay sao đó, thậm chí là còn chả thèm nhìn thấy chị Phương nữa cơ. Lúc này thì lộ nguyên hình rồi nha. Cái đầu chọc lóc, người xăm trổ kín hết cả người, mặt hoằm hoằm nhìn ba thằng đang nằm xung quanh. Còn cái thằng bị đâm vào lưng chạy thoát được rồi hay sao đó, không nhìn thấy nó đâu nữa rồi. Nghĩ bụng ba thằng này còn nằm đây thì kiểu gì cũng sống dở chết dở với ông ấy. Ông này mà đánh thì dã man lắm rồi.
nhiều lần đi đánh nhau với ông ấy nên em biết. Ông ấy đánh theo kiểu muốn giết con nhà người ta luôn vậy. Dưới chân thì là ba thằng đang quằn quại bên đống ghế liềng xiềng cùng với mảnh chai bia. Hai thằng ăn ghế vào người, nhìn thì còn đỡ, chứ cái thằng mà bị anh Tú đập chai bia vào đầu đó, nhìn nó trông tởm quá mà. Máu nó chảy xuống ướt hết hai bên tai, với cả cổ nữa, đang nằm thở phì phò như là chờ chết vậy. Cậu Hoan cũng vừa đến, em leo lên xe cậu Hoan, cho anh Tú với chị Phương đi một xe, để cho hai anh chị làm lành. Có lẽ là hôm nay chị ấy sốc lắm rồi. Anh Tú kêu là phóng qua chỗ quán cà phê để đền bù thiệt hại cho bà ấy, nên em với cậu Hoan phi về trước. Hôm đó thì phải đến 2 giờ sáng mới thấy anh Tú trở về tàu. Bọn em hỏi thì anh bảo là ngồi với chị Phương ở bờ sông nói chuyện. Chị Phương cũng không trách móc gì cả, chỉ hơi bất ngờ vì cái hình xăm trên người và cái việc đánh đấm mà thôi. Sáng hôm sau thì anh Tú dậy sớm lắm rồi, mặc quần áo xịt nước hoa thơm phức. Hôm nay anh không phải mặc áo dài tay với đội mũ nữa, mà ăn mặc như mọi hôm là quần bò với áo phông. Nhìn anh Tú mặc vậy trông cũng đến là hợp, rất là manly. Mình mà con gái thì cũng yêu luôn anh ấy chứ. Lát sau thì thấy chị Phương cầm sẻng ra làm thay mẹ. Chắc là đêm qua anh chị ấy hẹn nhau trước rồi thì phải. Đúng là gái xinh có khác, mặc bộ quần áo lao động cũng thấy xinh cơ. Anh Tú đang ăn cơm ngó qua thấy chị, liền và thật là nhanh nốt bát cơm, rồi ra súc miệng xoay gương, nhảy tót lên bờ, ra tàu chỗ chị làm. Anh cứ đứng trên tàu, còn chị thì gom cát ở dưới khoang. Đợi chị xong việc thì anh chị dắt nhau ra mũi tàu của người ta mà để ngồi nói chuyện. Chồng anh Tú lúc đó sao mà cảm thấy hiền lành thế không biết. Đúng là tình yêu như một phép màu, có thể làm cho con người ta thay đổi nhanh chóng. Ban ngày gặp nhau vẫn chưa đủ hay sao đó. Tối tầm 8 giờ, anh Tú lại lên bờ, kêu là lên nhà chị Phương. Hôm nay anh tự tin đi một mình, chứ không cần em phải đi cùng nữa. Cái bọn trai làng chắc là nghe vụ việc hôm qua cũng sợ phát khiếp rồi ấy chứ. Nghe đâu là chúng nó cũng bị nhẹ thôi. Có hai thằng bị gãy mất mấy rẻ xương sườn. Thằng bị đập chai bia thì đến tận bây giờ mới tỉnh. Anh Tú kiểu này lại đến nhà chị Phương ngồi chơi một lát, rồi chị Phương thì lại đưa anh Tú về. Hai người ngồi tâm sự với nhau ở bờ sông. Nghĩ đến cảnh đó cũng thấy thú vị phết, mình cũng phải ghen tị cơ mà. Ngày hôm sau thì cũng vẫn như vậy. Hai hôm nay chị Phương đều ra làm thay mẹ mình, mục đích chắc chỉ là để gặp anh Tú. Hai người mới tranh thủ giờ giải lao, nói chuyện được dăm ba câu. Khi nào làm xong hẳn thì mới ngồi nói chuyện được lâu. Đến ngày thứ năm thì như thường lệ, nhưng mà buổi sáng nay thì không có con tàu nào vào bến bốc cát cả, nên chị Phương không ra làm. Tầm trưa thì có một con ghé vào bốc, máy xúc đến tận 4 giờ chiều mới xong. Chị Phương cùng với mọi người đứng trên bờ chờ sẵn, chuẩn bị nhảy lên tàu để làm. Lúc này thì em đang ngồi ở mũi tàu chơi với con mực. Anh Tú đang đi cầu lên bờ để ra tàu cho chị Phương. Mũi tàu em cách đi con tàu chị Phương khoảng hơn 100 mét. Cái thằng máy xúc giơ gầu vào bờ để chị Phương cùng mọi người trèo lên gầu rồi đưa lên tàu cho nhanh. Nó vừa đưa gầu vừa lắc lắc gầu rồi hạ gần xuống nước trêu mấy bà. Mấy bà sợ lắm, tay cứ bám chắc, miệng đi chửi lên. Cái thằng máy xúc năm nay tầm 25 tuổi, nghe mấy bà bảo là nó cũng thích chị Phương lắm mà. Lúc chưa có anh Tú nó trêu chị Phương suốt thôi à. Ngay cả là hai ngày hôm nay, cứ lúc nào không có mặt anh Tú là nó lại chọc ghẹo. Anh Tú cũng biết, nên cứ thấy chị Phương chuẩn bị lên tàu là ông ấy nhanh chóng mò sang ngay. Thằng máy xúc chê một lát rồi đưa gầu ghé vào mạn tàu cho mọi người xuống. Anh Tú gần đến chỗ thằng máy xúc rồi, trông thấy cảnh tượng ấy chắc lão ghét lắm này. À, em giải thích chút không mấy bác lại ném gạch. Cái gầu máy xúc dùng để bốc tàu, nó không phải là cái loại gầu đào như máy hay làm đất đâu. Nó là gầu quạm nên to hơn nhiều, tầm 5-7 người ngồi bám vô từ. Mọi người mới leo thang xung quanh hết rồi, chỉ còn duy nhất chị Phương đứng trên thành tàu làm xi nhan cho máy xúc, xúc ở dưới khoang. Vì ngồi trên máy xúc thì không thể nào nhìn xuống khoang tàu cho chuẩn được. Chị Phương đang đứng trên tàu, nhìn thấy anh Tú đi ra liền vẫy vẫy tay rồi cười. Anh Tú cũng giơ tay vẫy lại. Thằng máy xúc thấy vậy nó tức lắm rồi, nó tít còi lên, rồi tự nhiên quay gầu lủng lẳng hướng về chỗ chị Phương mà trêu chị. Chị Phương cũng biết là nó trêu nên cứ đứng im đó bờ đi, coi như là không nhìn thấy. Chắc là vì thằng này nó hay trêu như vậy, với lại mấy thằng lái máy chuyên xúc tàu này lái cũng điệu nghệ lắm mà. Nó căn chỉnh độ văng độ lắc của gầu chuẩn đến từng cm luôn. Chị Phương biết vậy nên mặc dù nhìn thấy cái gầu đang văng đến nhưng chị vẫn đứng im không tránh.
bộp một phát. Thằng đó chắc là đưa tay trang quá đà hay sao? Cái gầu đập vào trán chị Phương, hất chị ra khỏi tàu. Chị chỉ kịp kêu á lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống sông. Anh Tú đứng cách đó chừng hơn 20 mét, thấy vậy vừa chạy tới vừa gào to lên. Đờ mơ, chúng mày lấy dây tàu ra đừng có nổ máy, thằng kia lấy gầu đẩy tàu ra ngoài nhanh. Vì tàu cách bờ chỉ tầm 2 mét nước, lại sâu và chảy xiết. Chị Phương ngã xuống kiểu đó rất dễ bị quấn ra ngoài và chui xuống gầm tàu. Anh Tú thì sợ chúng nó nổ máy, chẳng may chân vịt nó đạp nước, hút chị Phương vào, thì tan xác mất. Một thằng trên tàu đứng ngay mũi tháo dây ra luôn, thằng máy xúc đẩy mạnh tàu cho trôi ra ngoài. Anh Tú phi một phát xuống nước, lặn xuống để mò chị. Em thấy vậy mới hô mọi người, rồi phi thật nhanh lên bờ, chạy ra chỗ anh Tú nhảy xuống sông, lặn mò cùng với anh. Thằng máy xúc với hai người trên tàu của nó cũng lao xuống luôn. Chỗ này cực kỳ là sâu, em lặn nhưng mà buốt tai quá, không thể nào cố xuống đáy được. Cố mở to mắt ra nhìn, nhưng mà nước sông đục ngầu, chả thấy cái gì cả, chỉ quơ tay xem có thấy gì hay không. Cứ được tầm hơn một phút, lại phải ngoi lên mặt nước lấy hơi. Anh Tú cũng vậy, nhưng mà anh lặn lâu hơn em, anh ra hẳn phía ở bên ngoài. Tầm 4-5 phút trôi qua, nhưng mà vẫn không ai mò thấy được chị. Cậu Hoan, anh Lam, bác Tiến cũng để nguyên quần áo lao xuống mò cùng. Mọi người mới tản rộng ra phía ngoài và mò dịch chuyển về phía xuôi theo dòng nước. Tầm 10 phút rồi cứ thế mò, nhưng không ai tìm thấy được. Đột nhiên thấy anh Tú ở phía ngoài cách bờ chừng hơn 10 mét, nhô khỏi một nước, một tay bơi, một tay túm lấy tóc chị Phương đang kéo vào. Nước chảy xiết nên anh Tú cứ bị trôi đi, không thể nào vào được. Em và mọi người bơi ra dìu anh Tú và xác chị Phương vào. Vừa vào đến bờ, mọi người khiêng chị lên. Lúc này mặt chị tái nhợt, chỗ tay dương trên tai bị gầu va vào thâm tín và xước to như bàn tay. Nó lõm vào như quả chanh rồi. Đập mạnh kiểu đấy không vỡ sọ mới lạ. Không thấy chị thở nữa, kiểu này chết ngạt rồi. 4-5 phút thì còn cứu được, chứ hơn 10 phút như vậy thì chỉ có chết thôi. Vừa đặt lên bờ thì anh Tú bế tóc chị vác lên vai, cho chị dốc đầu xuống rồi chạy. Anh vừa chạy vừa khóc. Đây có lẽ lần đầu tiên anh ấy khóc vì một ai đó thì phải. Chạy được một đoạn thì anh hạ xuống, bành miệng chị ra rồi hô hấp nhân tạo. Em chạy theo kịp nên phụ anh ấy lấy tay ép lồng ngực. Hai người cứ làm như vậy phải đến gần 10 phút, chị vẫn cứ nằm bất động. Anh Tú khóc ngày càng to. Chắc là anh cũng hiểu không thể nào cứu chị được nữa rồi. Anh cứ ôm lấy chị và khóc thôi. Em chả biết từ lúc nào cũng khóc theo luôn. Và không biết là các bác có tin không, em đang vừa viết đoạn này vừa khóc đấy. Thật sự nhìn cảnh đó chả ai cầm được nước mắt, kể cả là mấy người xung quanh. Anh Tú cứ ôm rồi miệng thì không ngừng gào: Phương ơi, tỉnh lại đi em, anh xin em mà. Anh hẹn em sau chuyến này, anh xin nghỉ rồi cùng em về quê anh mà. Anh cứ thế ôm rồi khóc. Chị Phương thì người cứ nhũn ra, nằm bất động ở trên tay. Một lúc sau thì từ xa, mẹ với em trai chị vừa chạy vừa khóc tới chỗ chị Phương. Bác ấy giành lấy xác chị từ tay anh Tú rồi ôm lấy mà khóc ngất lên. Anh Tú từ lúc bác gái ra có vẻ bình tĩnh hơn. Anh bắt đầu ngẩng lên nhìn mọi người. Ánh mắt của anh bỗng dừng ở phía thằng máy xúc đang đứng run lẩy bẩy gần đó. Anh đứng lên lao như điên về phía thằng đó rồi quật nó ngã vật ra. Anh cập được hòn đá kế bên to cỡ nắm tay rồi đập liên tiếp vào đầu với cả vào mặt nó. Vừa đập anh vừa hét: Mày giết cái Phương thì tao giết mày. Em và mọi người thấy vậy, sợ là anh Tú đánh chết nó mất nên mới nhảy vào ôm và giữ tay giữ chân anh lại. Thằng đó cũng gần như chết rồi. Mặt với cả đầu của nó kín máu đỏ hòn, đến nỗi mà nó thở phòi ra bong bóng máu từ mũi. Mẹ chị Phương cứ ngất rồi lại tỉnh liên tiếp. Một lát sau, anh Tú bế chị Phương đi bộ và đưa vào nhà trong làng. Anh không gào như lúc đầu nữa, nhưng nước mắt thì không ngừng chảy ra, rời lã tã từ cằm anh Tú chảy xuống người chị Phương. Anh Tú xin gia đình họ hàng ở lại làm ma cho chị Phương. Suốt cả ngày anh cứ quỳ bên quan tài chị. Anh cũng không khóc nữa, chỉ quỳ ở đó mà thôi.
Đám tang chị Phương xong, cậu Hoan cho anh Tú về quê nghỉ một tháng để anh Tú thoải mái và bớt nghĩ ngợi. Sau một tháng lên thì anh Tú người gầy rộc đi, anh trở nên ít nói. Từ đó anh cũng không gây gổ hay đánh đấm gì với ai nữa. Nửa đêm kể cả tàu chạy hay đỗ, anh thường ra mũi tàu ngồi một mình hút thuốc. Thì thoảng thấy anh rội rội tay lên mắt để lau một thứ gì đó, chắc đang rơi trên má, làm anh khó chịu thì phải. Cái câu chuyện em kể xin các bác hãy tôn trọng, đặc biệt là chị Phương. Em không thích ai ném đá hay bông đùa về chuyện chị ấy. Còn về con mực thì nó mất từ năm 2008. Nó ốm liệt hai chân trước và sau 2 tháng thì mất. Anh Tú hiện tại không đi cùng em nữa rồi. Anh đã lấy vợ và sinh được một đứa con gái. Anh đặt tên là Phương. Chương 14. Để tiếp tục câu chuyện thì cái chuyện này em kể xảy ra trước việc của chị Phương khoảng 2 năm. Bởi tối đó tàu đang đỗ, em đang ngồi chơi bài với cậu Hoan, anh Tú và anh Lam, thì cậu Hoan có điện thoại từ một số máy bản lạ hoắc, mã vùng cùng tỉnh với em, và cậu của một thằng con trai xin gặp em. Hồi đó thì em vẫn chưa có điện thoại nên toàn dùng nhờ của cậu thôi, mà cũng có ai gọi ngoài bố mẹ và chị gái ra đâu cơ chứ. Hồi hộp và tò mò nhấc máy lên nghe thì hóa ra là cái thằng Linh ở cùng xóm, là bạn thân của em từ thời nhà trẻ cho đến cấp 2. Nó gọi kêu là ở quê không có việc gì làm, nhờ em hỏi cậu Hoan xem có thể cho nó đi tàu được không. Tàu em hiện tại thì có 2 người nấu cơm phụ việc là bác Tiến với một bác nữa, nên chắc là không xin được. Nhưng mà xin vào mấy con cùng đoàn tàu nhà thì chắc là được đó. Chuyện trò một lúc thì em kêu nó cúp máy để em hỏi cậu Hoan xem thế nào, rồi gọi lại trả lời sau. Vì mấy cái việc bố trí người trên tàu, ông chủ giao cho cậu hoàn toàn quyết định. Cậu gọi điện cho mấy thuyền trưởng cùng đoàn thì có một tàu đang thiếu người nấu cơm. Cậu đồng ý, nhưng mà em muốn nó đi cùng em cho vui. Với lại mấy tàu kia lạ lẫm, bị chúng nó bắt nạt hoặc say vặt thì cũng khổ lắm. E là cái thằng Linh kia nó không chịu được. Em xin cậu Hoan mãi thì cậu đồng ý và chuyển một bác phụ bếp cho qua con đó. Vì bác này cũng chậm và hơi lười, chỉ giữ lại bác Tiến thôi. Vì tàu đêm mai chạy mà con tàu kia cũng đang đỗ gần, nên cậu chuyển luôn bác kia và kêu em gọi cho thằng Linh bắt xe trưa mai lên tàu cho kịp chuyến. Em nghe vậy mới hớn hở gọi điện thông báo luôn cho cu cậu. Nó mừng lắm hỏi liên thuyên đủ điều về những việc mà nó phải làm khi ở trên tàu. Việc của mấy ông nấu cơm thì cũng nhàn tênh ấy mà. Ngày nấu 3 bữa cơm rồi dọn dẹp tàu, xong việc thì cứ lăn ra mà ngủ, làm việc mà cứ như đi chơi. Em cũng xin kể qua cái thằng này phát. Nhà nó cũng bình thường, có 3 anh em. Nó là cả, sau thì có 2 đứa em gái. Bố mẹ làm ruộng nương ở nhà, riêng bố nó thì kiêm luôn nghề tay trái là bốc mộ tắm rửa xương cốt. Cái việc đó chỉ làm vào cuối năm nên cũng nhàn mà kiếm được nhiều phết đó. Thằng Linh này thì nó thuộc dạng cực kỳ nghịch ngợm, nổi tiếng trong xóm cho đến ngoài làng vì mấy trò nghịch ngợm không giống ai của nó. Đặc biệt là cái thời còn đi học. Em học cùng lớp với nó năm cấp 2 nên chứng kiến không ít vụ của nó. Đặc biệt là vào cái năm lớp 9, nó và em cùng mấy thằng nghịch nhất lớp cứ vào tiết của mấy thầy cô già già hiền lành là chuyển xuống bàn dây cùng để ngồi nói chuyện đập phá cho dễ. Thằng này nó cũng bựa dã man luôn. Hôm ấy nó ngồi rồi chả biết tự nhiên nó vén quần xuống. Hồi đó thì bọn em toàn mặc quần chun mà. Nó nằm gục mặt xuống bàn, lấy tay tụt quần ra rồi bắt con sóc bỏ vào trong lọ. Em với mấy thằng bên cạnh cũng chỉ biết nên bịt mồm mà cúi đầu xuống cười thôi, vì không phải lần đầu tiên nó nghịch bẩn như vậy. Nhưng mà lần này thì khác nha. Nó làm xong rồi lấy tay quệt hết vào lưng con bé tổ trưởng ngồi ngay trên, dính đầy ra áo con kia. Cả đám cười lên. Con bé thì không hiểu chuyện gì, đứng dậy khóc khóc méo méo mới thừa. Thưa thầy, bạn Linh bạn hỉ mũi rồi bô hết lên áo em ạ. Ông thầy xuống chỉ nhìn một lát rồi quay đi không nói gì cả. Cũng bởi vì giáo viên, đặc biệt là mấy thầy cô già rất sợ thằng Linh. Mấy tuần trước nó đã rình tụt quần một cô trung tuổi ngay trước sân trường rồi chạy đi mất, vì cô ấy mách với thầy hiệu trưởng tội nó bỏ học. Cũng tại hồi đó mấy cô ấy toàn mặc quần chun à. Cô ấy ngượng lắm, xin nghỉ dạy cả một tuần. Còn thằng Linh thì suýt nữa bị đuổi học nếu mà cả bố và mẹ nó không đến van xin thầy hiệu trưởng và cả cô kia. Cái vụ cuối cùng làm nó buộc phải thôi học là hôm ấy nó đang cầm dép ném mấy đứa cùng lớp, thì chẳng may thầy hiệu trưởng ngang qua nhìn thấy nên ngó vào lớp chỉ tay mà quát: Anh Linh,
anh có giỏi ném thẳng vào mặt tôi đây này, cái đồ mất dạy. Thằng Linh nó không nói câu gì, lừ lừ ra nhặt cái dép rồi ném thẳng vào mặt thầy hiệu trưởng, xong rồi bỏ về nhà. Thầy hiệu trưởng đuổi theo nó nhưng mà không kịp, sau hôm đó nó bị đình chỉ học luôn. Thằng Linh tuy là nghịch nhưng mà đối với bạn bè hàng xóm thì nó đối xử rất là tốt, chả ăn trộm ăn cắp của ai bao giờ. Ai nhờ nó giúp việc gì là nó nhiệt tình, thế nên mọi người vừa quý vừa sợ nó vì cái tính đùa dai của nó. Nhưng mà mấy năm trở lại đây thì cũng đỡ nhiều rồi, nó không còn quậy nữa, nhưng mà thi thoảng vẫn hay đánh đấm nhau với thanh niên làng khác. Trưa hôm sau thì nó bắt xe ra chỗ tàu đỗ, mang theo vali quần áo to vật, cứ mang nhiều vào, lên tàu cũng chả dùng đến đâu, toàn quần đùi với gầy chân thôi à. Trên tàu được lo cho cái ăn cái mặc, chơi bời từ A đến Z, quá sướng luôn ấy chứ. Thằng này ở quê nên nhìn đen xì, tóc cũng để rất là ngắn, chỉ dài hơn được anh Tú có một tẹo. Hôm đầu nên tầm được mấy tiếng thì anh ta bị say sóng, nôn ói hết cả ra, cứ ngồi chồm hổm ở trên cái giường lắc lư như bà đồng. Còn Mực thấy người lạ thì cứ chạy loanh quanh dòm ngó, thằng Linh đi đâu thì nó theo đấy một bước không rời. Con này phải lên tầm một tháng thì nó mới quen. Thế rồi hơn một tháng sau, nó cũng quen dần công việc cũng như nền nếp sinh hoạt ở trên tàu. Thằng này tốt tính và chịu khó, đồng thời hay nói, nên mấy chốc nó đã làm quen làm thân được với tất cả mọi người. Thằng này thì đặc biệt là ngưỡng mộ anh Tú, tại nó nghe em và mọi người kể các vụ trên bờ dưới nước của anh Tú nhiều quá đây mà. Anh Tú mà cứ ở đâu là nó lại lân la ngồi gạ gẫm bằng được, anh Tú kể chuyện cho nó nghe. Anh Tú thì vốn là tính không thích khoe khoang nên cũng chả kể cho nó cái gì, càng vậy thì nó lại càng hâm mộ hơn. Anh Tú lái đêm thì nó pha trà thuốc rồi thức đêm cùng anh Tú nói chuyện. Anh Tú mà kêu đau lưng thì nó ngồi tẩm quất đến khi nào anh Tú kêu dừng thì thôi. Quần áo của nó chưa chắc là đã giặt luôn, nhưng mà của ông Tú thì nó giành lấy, giặt xả thơm tho, phơi phóng cho cẩn thận. Mỗi lúc mà anh Tú gửi chân, nó hay ngồi nhìn mấy bức họa trên người, rồi suýt xoa lẩm bẩm, sau này sẽ đi xăm giống y chang vậy luôn. Anh Tú thấy vậy nên cũng rất là quý nó, hay cho nó ngồi tập lái mỗi khi vào đoạn dễ. Phải hơn một tháng tàu chạy dòng không nghỉ, thi thoảng mới vào tiếp dầu, thức ăn và các đồ dùng thì mua trên các thuyền hàng. Em thì quen với cảnh đó rồi, nhưng mà thằng Linh nó mới trên bờ xuống, nên cô cậu cũng cảm thấy bứt rứt, muốn lên bờ lắm rồi. Ngày nào cô cậu cũng hỏi xem là bao giờ thì tàu vào bờ đỗ. Cuối cùng thì vài ngày sau cũng kết thúc chuỗi ngày dài đằng đẵng ở trên biển. Ông chủ mới kêu chạy một chuyến vào sông trong, mà chạy sông thì được nghỉ đỗ liên tục để chờ con nước lên, có khi nghỉ đến vài ngày để chờ nước. Thằng Linh nó lấy làm phấn khởi, nó ngóng từng ngày, mong chờ được đặt chân lên bờ để đi chơi đây đó. Sau hơn một ngày cất hàng và chạy vào sông thì cuối cùng gặp phải một luồng cạn. Mùa này là mùa đông nên nước cạn lắm, tàu thì mớn sâu nên không chạy được, phải vào chờ con nước lên cao thì mới vượt luồng. Chạy đến gần luồng thì cậu Hoan cho tàu ghé vào một bãi ngô. Chỗ này nước sâu, lại êm, cách xa khu dân cư nên cũng không sợ trộm cắp, là một nơi lý tưởng để đỗ chở nước. Chỗ này thì em cũng đỗ một vài lần rồi nên cũng quen. Ở dưới ven vệ sông giáp mặt bãi ngô có một bộ xương lòi ra một nửa. Một nửa người từ chỗ đốt sống bụng trở lên đến xương sọ hướng ra bờ sông, còn phần còn lại thì vẫn nằm trong đất chưa bị sạt. Tàu ghé vào bờ, em và Thành Linh phi một phát xuống sông. Nó cầm dây, em vác xẻng với một cái cọc, lóp ngóp bơi vào trong bờ. Loanh quanh đi tìm chỗ, cuối cùng cũng tìm được một chỗ để đào hố và chôn cọc để níu cái dây buộc tàu. Cơ mà chỗ này thì cách bộ xương kia khoảng 10 mét. Nó lộ ra như vậy cũng phải 7-8 tháng nay rồi mà chả ai chịu lấp vào hay là chuyển nó đi hết. Cơ bản là chỗ này cũng ít người và heo hút, thi thoảng vài tháng một lần cũng có người dân ra làm bãi mà thôi. Mà có khi người ta cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Nó nằm ngay dưới trệ sông, bên trên là cái vở thẳng đứng chờ đợi thời cơ để sụt xuống. Cũng may nó là đất thịt pha cát phù sa nên cũng rắn, không thì lở từ lâu rồi. Mùa lũ tới chắc là sẽ lở nốt mà thôi. Em với thằng Linh sau khi làm xong thì em gọi nó ra khoe. Khoe thôi, vì em biết là thằng này với nó cái đó có là gì. Bố nó làm nghề bốc mộ mà. Đợt nó còn ở nhà toàn phải đi phụ với bố nó suốt. Bố nó già yếu nên nó phải đạp xe chở bố. Bố nó già yếu nên nó phải đạp xe chở bố nó đi ra chỗ bãi tha ma làm suốt.
gặp gia đình nào neo người không ai phụ thì nó sẽ làm. Bố nó bốc xương cho lên bờ, còn nó phụ trách phần rửa ráy cho sạch rồi sắp xếp vào tiểu sảnh. Nó kể là một hôm còn gặp ngôi mộ kết, xác chưa có tiêu, còn nguyên thịt trên người như người sống, lúc mới mà chôn xuống vậy. Ngôi mộ đó cách đây 4 năm trước, người ta cũng thuê bố nó đào, nhưng mà thấy vậy người nhà lại phải chôn xuống. Lần này nghe đâu là đi xem bói, mấy thầy đều phán là bốc được rồi. Người nhà kêu hồn cụ lên hỏi chuyện, cụ cũng gật gù nói là được rồi đó. Vì thế cả gia đình mới quyết định sang cát. Sau 7 năm thì cứ ngỡ là chả còn gì, nhưng mà khi đào lên thì vẫn như 4 năm về trước. Chỉ có phần bụng với cổ là tiêu đi một ít, nhưng vẫn nham nhở còn lại thì nguyên xì. Bố nó bảo là ông này lúc còn sống ăn nhiều các chất hóc môn, mà lại chôn đúng cái chỗ đất toàn muối và khô, nên không có tiêu được. Người nhà ấy sau một hồi thảo luận và bàn bạc thì mới quyết định là sẽ bốc bằng được, chứ không chịu chôn tiếp cụ nữa. Chắc là kiêng cữ gì đó, hoặc lo động mồ động mả hay sao vậy. Bố nó thì lắc đầu không chịu, nhưng mà gia đình đó rất là giàu, hứa sẽ cho một khoản khá lớn sau khi xong. Làm xong cái phi vụ này thì tiền công tính ra còn hơn cả tiền mùa bốc mộ ấy chứ. Bố nó thì một phần vì nể, một phần vì tham, nên là cũng quyết định làm cho xong. Hai bố con nó khênh cái xác cụ ông lên mặt đất. Nó cầm hai chân, còn bố nó cầm đầu nhấc lên khỏi ván. Nhấc lên đến gần mặt đất thì do phần bụng giữa ra lâu rồi nên cái xác mới đứt ra làm đôi. Nó cầm phần dưới, bố nó cầm phần trên, vẫn vô tư kéo tiếp lên mặt đất. Nó bảo ông đó rất là béo, dưới mặt tấm ván toàn mỡ đen xì chảy ra, dính hết lép nhép vào ván. Lúc cởi mấy tấm xô và quần ra thì thấy vẫn còn nguyên, nhưng mà toàn bộ bộ phận sinh dục lại tiêu hết rồi. Còn phần trên của bố nó thì cũng không khá khẩm hơn là mấy. Lòng mề tim gan vẫn còn nguyên vẹn. Lúc bị rách ra làm đôi, nó thề lề chảy tụt xuống dưới, nguyên cả cái bộ lòng non với lòng già nhâm nhớp máu và mỡ dính vào xung quanh. Bố nó hì hục dùng dao xả thịt khỏi xương, rồi cắt rời các khớp ném qua một bên, cho thằng Linh vệ sinh sạch sẽ. Riêng cái đầu khó nhất, hai bên má với tai thì dễ làm. Nhưng mà phần da đầu bố nó làm không đúng cách, nên mãi mà không lột được da, vết tóc ra khỏi đầu. Bố nó toàn phải dùng lưỡi dao gọt gọt từng miếng, rồi túm tóc kéo ra, nhìn nham nhở đỏ hòn. Xong xuôi hết còn hai cái mắt và cả lưỡi là chưa rút, bố nó mới dùng lưỡi dao xoáy tròn vào hai hốc mắt, rồi mới dùng tay giật ra. Còn cái lưỡi bên trong thì ông ấy cắt cổ họng, rồi dùng tay banh hai hàm ra, cho lưỡi dao xoáy tiếp, rồi khía ra một lát, và rồi dùng tay mà rút ra. Xong xuôi hết thì nhìn nó không khác gì so với bộ xương lợn mà các bác vẫn hay mua ngoài chợ về ăn đó. Mấy phần chân tay thì làm sạch được do xương thẳng, chỉ cần dùng lưỡi dao dọc dọc là từng tảng thịt rời ra, như kiểu là mình vẫn róc vỏ mía ra để ăn. Còn mấy cái bàn tay bàn chân hai bên xương sườn thì nạo được tí nào thì nạo thôi, còn sẽ để nguyên thịt dính vào. Hai bố con nó hì hục suốt từ 1 giờ đêm đến tận 5 giờ sáng mới xong. Đống thịt với lòng mề tóc tai quần áo thì ném vào ván, tiếp tục chôn xuống. Còn xương cốt sau khi làm sạch thì sắp xếp rồi cho vào tiểu sành để người nhà mang đi chôn. Em mới hỏi nó là cái mùi thịt sống nó như thế nào, thì nó bảo cũng bình thường à, chỉ tanh tanh mùi máu tươi đặc trưng với thum thủm của bộ lòng mề mà thôi. Chắc là mùi đó vẫn khá hơn mùi chết trôi mà mình đã từng ngửi. Dân ta cũng mê tín bỏ mẹ đi được, chết thì chôn mẹ nó cho xong, lại còn đào lên chôn xuống bày đặt tắm rửa xương cốt, sang cát này nọ cơ. Còn cháu éo thì cứ xả thịt ông bà cha mẹ như xả thịt lợn vậy. Mình sau này chết là chỉ có mang đi thiêu, chứ không chơi ba cái trò đó. Bây giờ ăn uống thì toàn chất bảo quản, rồi hóc môn này nọ, chết không tiêu được cũng đúng mà. Không tiêu được thì nó lại thuê người xóc thịt xóc xương, như cụ ông kia thì bỏ mẹ. Nó kể chuyện bốc mộ của bố con nhà nó nghe cũng thú vị nha các bác. Nó bảo là nhiều khi bốc ở những mả trũng mà xung quanh là ruộng, lật ván lên lúc nhúc toàn là cá chê, con nào con nấy béo mũm vàng chóe, và đặc biệt là chúng nó đa phần là lưng bị gù. Còn nhiều trường hợp khi tách tấm ván thiên ra khỏi mặt ván, nhìn xuống quan tài không thấy xương cốt đâu. Cả gia đình hốt hoảng thì hóa ra là nó dính mẹ nó trên mặt tấm ván thiên. Do những cái chỗ đó mùa nước thì nước sẽ ngập kín ván, xác sẽ nổi lên, thịt và xương lâu ngày sẽ dính két vào mặt tấm ván thiên cùng với quần áo, nên là nhiều trường hợp khi mở nắp ra
thấy xương cốt quay ngang quay ngửa sai vị trí. Nhiều người bảo đó là do người chết sống lại chở mình. Cái đó có lẽ là do cá, hoặc là khi xác chết nổi lên, rồi vào mùa hanh khô nước rút nó hạ xuống. Cứ thế năm này qua năm khác, nó thay đổi vị trí thôi, chứ sống thế éo nào được, dưới đất chôn cách cả hơn 2 mét. Người thì băng đầy vải xô với quần áo như thế, cũng nghẹt thở rồi chưa? Thôi, lan man quá. Quay trở lại với cái bộ xương. Sau khi đào hố chôn dây níu tàu xong rồi, em mới gọi cô Linh ra chỗ bộ xương. Cô cậu nhìn bộ xương có vẻ khoái chí ngứa nghề. Đúng chuyên môn của nó mà. Nó mới ngồi xổm bên cạnh bộ xương, một tay chống cằm, một tay buông thõng, trông y như một nhà khảo cổ học đang xem xét hiện vật. Một lúc sau nó mới phán: đây là xương đàn bà mày ạ. Mày xem xương ống tay nhỏ tí đây này, chết chắc cũng phải mấy chục năm rồi đấy. Đất xung quanh không có màu đen, tóc cũng phân hủy hết rồi, xương đen hết cả lại. Nhưng mà Duy ơi, riêng cái quần áo thì khó phân hủy nha. Cỡ 2-30 năm thì kiểu gì cũng còn sót lại một ít vải mục dính vào đất chứ. Tao nghi là cái bà này không có quần áo trên người đâu, chết trôi giạt vào bãi nằm đó lâu ngày, bãi bồi đè kín xác, hay là bị hiếp ở đây rồi chúng nó chôn để phi tang đó. Để tao kiểm tra xem nào. Thằng Linh mới dùng cán xẻng hất nốt phần đất ở trong ra, rồi lấy tay nhẹ nhàng vuốt sạch đất xung quanh, cái phần từ xương cụt trở xuống, lộ ra nguyên cả bộ xương. Bộ xương này nằm ngửa, hai tay để tư thế duỗi thẳng theo hai mạn sườn. Ống xương đùi, ống đồng chân bên phải xếp theo hình chữ V, chạm vào đầu gối của chân kia. Nhìn phần xương chậu, thằng Linh bảo đúng là đàn bà. Bà này chỉ cao khoảng có 1,5 mét mà thôi. Theo phán đoán của em thì nhất định bà này chết theo một lý do nào đó, chứ không phải là chôn cất tử tế. Ngày xưa nghèo đói bệnh tật chết chóc nhiều, việc chôn cất không có quan tài là bình thường. Nhưng ít ra nếu mà chôn cất tử tế thì người ta sẽ chỉnh tư thế nằm theo hướng nhất định, chứ chả ai để nằm thẳng đẵng ra như thế này rồi chôn. Thằng Linh mới bới bới nhấc cái hộp sọ lên, quay qua nhìn xung quanh rồi mới bảo: ê mày ơi, có vết nứt xung quanh mới lõm vào một ít phía gáy đây này. Kiểu này là bị đập chết rồi đấy. Hay bị cái bọn Tây ngày xưa nó bắt ra đây hiếp xong đập chết rồi chôn nhỉ. Tao nghe ông nội tao kể là cái bọn Pháp với bọn Mỹ ngày xưa đó, toàn bắt đàn bà với con gái để hiếp, xong rồi chúng nó giết luôn nữa. Em thì từ khi mà dính vào cái vụ con Nhung nên ngại dây dưa mà vào mấy cái vấn đề tâm linh. Do con Nhung nó là bạn mình, mới lại tại Bắc Tiến đụng chạm xác của nó, nên mình mới chôn cất rồi đưa về quê thôi. Chưa hơi đâu mà dính vào cái việc như thế này. Việc mình làm, việc người ta thì kệ họ thôi. Mấy ông bà chết oan kiểu này, mà đặc biệt là xác trôi nổi mất tích, không ai thờ cúng như này, thì vong rất là độc và thiêng. Đụng chạm đến họ thì kiểu gì họ cũng chả để yên, kiểu gì chả bám theo để hành. Bởi vì vong người chết oan rất là khó siêu thoát, cho nên họ chỉ loanh quanh chỗ bị chết hoặc là xác mà thôi. Em thì em nghĩ trong đầu như vậy, nhưng mà cũng cảm thấy thương thương cho cái bộ xương này. Mà thằng cu Linh lại ở nghề bốc mộ gia truyền nữa chứ. Gạ gẫm nó thử xem sao. Mình cũng không phải động tay động chân mà lại giúp được người ta. Nếu mà cứ để bộ xương nằm đây phơi xương phơi gió, chỉ cần vài tháng nữa mùa lũ tới là cuốn hết xuống lòng sông. Nói là làm, em quay qua chỗ cu Linh mà bảo: Linh ơi, hay là mày tiện tay hốt lên trên chỗ bãi đi, để như vậy tội lắm mày ạ. Mày làm quen rồi mất công tí thôi, coi như làm phúc cho người ta lấy lộc. Thằng Linh thì tay vẫn cầm lấy cái hộp sọ, nghe em nói vậy nó quay ngoắt sang mà chửi: ơ cái thằng điên này, ai thuê mà làm, bố tao bốc mộ chứ tao có bốc méo đâu chứ. Mày thích thì làm đi. Mẹ mày, tưởng làm cái này đơn giản à? Không cúng lễ đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ cho người ta, người ta về oán chết mẹ mày đấy. Em nghe nó nói vậy mà ngẫm lại chuyện con Nhung lần trước, thấy cũng có lý mà. Thôi thì mặc cho số phận định đoạt, mình đâu phải thánh nhân. Em vẫn cố ngồi tranh luận với nó thêm một lúc thì nghe thấy tiếng cậu Hoan ở mũi mới quát: hai thằng Hâm này, chúng mày có về tàu không đấy? Xương cốt của người ta chúng mày đừng có mà nghịch vào. Mấy tàu hay đỗ ở đây, kể là đêm hay thấy đứa con gái đứng chỗ đấy gọi trêu người lắm đấy. Người ta tưởng người thật nhưng mà ra gần đến nơi không thấy đâu. Nghe thấy mỗi nó cười khằng khặc thôi à. Em nghe thấy vậy kêu thằng Linh về. Thằng kia đứng dậy ném bốp cái hộp sọ xuống, rơi trúng xương sườn của bộ xương. Thằng này thì chắc là nó hay làm vậy với mấy bộ xương mà bố con nó bốc.
Em cứ suy nghĩ về lời cậu Hoan nói. Không biết là cậu nói thật hay là dọa mình với thằng Linh. Chắc không phải dọa đâu. Cậu thừa hiểu là mình với thằng Linh đâu có sợ ma tà gì chứ. Đặc biệt là thằng cu Linh. Về lại mấy lần đỗ tàu ở đây cũng có thấy cái quái gì đâu. Thi thoảng cũng thấy con mực thò đầu ra cắn. Nhưng em nghĩ là cắn người thôi. Vì xung quanh đây cũng có nhiều thuyền chài mà. Mà nếu là ma thật thì thách kẹo nó cũng chả dám làng vàng quanh đây. Con mực nó khác gì ông hộ pháp, lá bùa sống chấn yểm cho con tàu. Lúc này mới là gần 11 giờ trưa. Bác Tiến đang lịch kịch sắp làn chuẩn bị đi chợ mua thức ăn làm cho bữa chiều. Em với thằng Linh thấy vậy ra xin đi thay. Lâu lắm thì mới có dịp lên bờ thế này, đi dạo tí ở khuây khỏa, thèm cảm giác nhộn nhịp tấp nập trên bờ lắm rồi. Thằng Linh mới ra rủ anh Tú và anh Lam đi, nhưng mà anh Lam không có đi, có mỗi anh Tú chịu à? Anh Tú đi chủ yếu là để mài lại cái lưỡi dao. Bầu hàn trên cái típ hơn 1 mét mà anh ấy dùng trong phần 2 đó các bác. Để lâu ngày nên lưỡi nó hàn dỉ hết rồi. Cái đó nó như là binh khí của anh ấy vậy. Anh Tú cực kỳ sùng bái hai nhân vật là Lãng Tử Yến Thanh và Quan Công Quan Vân Trường. Anh ấy chế cái đó cho nó giống thanh đao của Quan Công. Đao thật như Quan Công mua thì dễ, nhưng mà mang đi mọi người nhòm ngó sẽ không hay. Nên mang cái đó đi chả ai để ý. Nó như là cái dao chặt chuối của nông dân hay dùng mà thôi. Em cùng với thằng Linh, anh Tú với cả con mực. Em với thằng Linh thì mặc quần đùi áo phông không có cổ. Thằng Linh đi tông lào, còn em đi dép tổ ong huyền thoại. Nhìn như là hai thằng bựa rách, cả la thất thểu vậy. Anh Tú ở tàu thì xoành xoàng, nhưng mà lên bờ là nhất quyết phải đi giày da, mang quần bò, mặc áo bà lỗ trắng. Em với thằng Linh đội mũ lá đi ngay sau. Anh Tú mang ô đi thong dong của con mực ở phía trước, nhìn như xã hội đen đang đi tuần vậy. Đi tầm một cây số thì mới hết bãi. Đi tiếp phải hơn một cây nữa mới ra ngoài đường lớn. Ở đó có cái chợ to phết, bán hàng cả ngày luôn. Khu đây tuy không phải là thị trấn, nhưng mà dân cư cũng khá nhộn nhịp, chả khác gì thành phố là mấy. Sau khi vào chợ thì anh Tú rẽ vào một hàng thợ rèn để tút lại con bảo đao. Còn em với thằng Linh thì đi mua thức ăn. Mua được hai con ngan rất là to để chiều nay đánh tiết canh. Thằng Linh khệ nệ một tay xách hai con ngan, một tay xách làn rau với thịt. Em thì vác bó mía to vật hơn chục cây. Xong mới ra hàng rèn tìm anh Tú. Thanh bảo đao vừa tút lại nhìn rất là ngon, sành nét và sắc nhẹm. Loại này mà chém thằng nào thì dễ là bay cả xương. Anh Tú mới quấn nó vào cái vỏ bao tải và cầm tay mà xách. Nhìn anh Tú thì còn ngon, chứ nhìn em với cô Linh thì quê một cục. Hai thằng vừa đi vừa chỉ trỏ xung quanh, bàn luận tỏ vẻ thích thú và lạ lẫm. Đi một đoạn đến cái cổng trường cấp 3, đúng lúc tan trường, xe đạp chen chúc nhau phủ kín cả đường. Thật sự lúc này mình cũng hơi ngại. Một thằng xách hai con ngan, một thằng vác bó mía lạc lõng giữa bầy cừu non, toàn những em xinh tươi mơn mởn. Em nào em nấy mặc quần vải đen bó sát mông, lộ ra vệt chữ V, hằn lên cùng với cái áo sơ mi trắng mỏng tanh. Nhìn thấu từng giọt mồ hôi đang nhẹ rơi lăn lóc bên trong áo từ phía cổ xuống lưng, rồi bị chặn lại ở giữa lưng bởi chiếc áo chíp đồng màu. Lâu không nhìn gái, hôm nay phải nhìn cho nó thỏa con mắt thì thôi. Thằng Linh thì không phải nói rồi. Đến anh Tú vô lạnh lùng coi thường nữ sắc cũng phải đờ đẫn ra quay trước quay sau ngắm ấy chứ. Ngay đến động vật mà chứng kiến cảnh này cũng không kìm được lòng trước cảnh nhộn nhịp. Hai con ngan của thằng Linh chốc chốc lại khàng khạc, ngoái cổ lên như biểu tình. Thằng Linh nó rất là xấu hổ, nó cứ lấy tay lắc lắc cho nó im, cơ mà hai con ngan vẫn kêu đều. Con mực đi cùng anh Tú phía trước thì cắn nhặng lên để mà dẹp đường. Con nào thằng nào mà không tránh ra, cố tình đứng dắt xe cản mũi nó, là con mực phi tới dùng mõm đấm cho vài cái vào đít để dọa. Tiếng người, tiếng hai con ngan, tiếng chó hòa với nhau đến là nhộn nhịp. Và tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc mất rồi. Chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta sẽ chọn bộ của ký sự chuyển bộ này. Anh em hãy cùng đón xem trong ngày mai nhá. Tôi đã trở lại rồi đây, và chắc chắn là sẽ còn lợi hại và ra video cực kỳ đều cho anh em. Về tập ngày hôm nay thì bạn thấy như nào? Đừng quên like video này và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện ma mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.